Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học kinh thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 16 tháng 10 năm 2024 với đề tài đó là sự sửa phạt của Đức Giê-hô-va. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con quy đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Bạn Chúa ngài luôn ở cùng chúng con, dẫn dắt chúng con. Bạn Chúa bà học mà giờ đây chúng con sẽ học. Xin Chúa ngài dẫn dắt chúng con, chỉ dạy chúng con chúng con tạ ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần kinh thánh của chúng ta ngày hôm nay là ở trong sự ký nhì đoạn 28 câu 5 và câu 6. Vì vậy, Dêu-va Đức Chúa Trời người phó người vào tay vua Syria, Quân Syria đánh được người, bắt trong dân người rất nhiều phu tù và dẫn về Đa Mách người cũng bị phó vào tay vua Israel làm cho người phải thất trận cả thể. Và phê ca con trai của Remalia, giết trong một ngày 12 vạn người Juda thấy đều là người mạnh dạn bởi vì chúng đã lìa bỏ Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Chúng ta cùng xem phần bài học ở trên trang web của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Câu ghi nhớ ở trong Hebrew là 12 câu 8. Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, à, chứ không phải con thật. Câu hỏi suy si gẫm. Vì sao vua Acha bị phó vào tay vua Syri và vua Israel? So sánh thần học về sự báo trả của Chúa ở trong sách sử ký và thời tân ước ra sao? Những tội lỗi nào trong đời sống chưa được bạn ăn năn và từ bỏ? Phần đoạn kinh thánh này ký thuật sự xử phạt của vua Acha và dân dân Judah phải chịu khi họ lìa bỏ Chúa đi chạy theo tội lỗi. Vì vua Acha thờ lại thần tượng nên Chúa đã phó người vào tay vua Siri, khiến cho vua bại trận dưới tay vua Aram. Quân Siri kéo đến tấn công và đánh bại vua Acha bắt rất là nhiều người dẫn về thủ đô của họ là Đa Mách. Cả vua Israel ở phía Bắc cũng tấn công Juda và gây ra những tổn thất nặng nề. Chỉ nội trong một ngày mà vua Phê Ca của Israel đã giết 120.000 chiến sĩ Juda. Lý do Juda thất trận là vì đã lìa bỏ giê Đức Chúa Trời của tổ phụ mình như câu 6. Quân Israel cũng giết một hoàng tử, một quan quản lý cung điện một tể tướng của vua Acha và bắt đem về Samari 200.000 người vợ cùng các con trai, con gái của người Juda làm tù binh. Không chỉ thiệt hại về người, Juda còn thiệt hại về tài sản khi người Israel cướp lấy nhiều của cải, rất là nhiều của cải đó mà đem về Samari. Thật là thảm cảnh mất nước mất nhà tan, à, tức là nước mất nhà tan từ hoàng tộc cho đến dân thường sách sự ký nhấn mạnh sự báo trả tức thì tội lỗi của các vua và dân chúng thường bị sửa phạt ngay ông nội của vua Acha vì phạm tội với Chúa mà bị bệnh phung ngay lập tức giờ đây vì tội lỗi của mình mà vua Acha và dân Judah phải chịu bại trận liên tiếp mất mát nặng nề cả về người và của đó là sự sửa phạt ngay lập tức của Chúa ngày nay Chúa kiên nhẫn nhân từ yêu thương nên chậm sửa phạt để chờ đợi những người con yêu dấu của Ngài ăn năn và từ bỏ tội lỗi. Tuy nhiên, vì thấy Chúa chậm xử phạt nên nhiều người đã khinh lờn, ngày càng phạm nhiều cái tội hơn. Lời Chúa dạy, vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hãy ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vợ. Có người nào là con mà cha không xử phạt? Nếu anh em được khỏi cái sự xử phạt mà ai nấy cũng phải chịu thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Hebrew đồng 12 câu 6 câu 8. Nếu không kinh nghiệm được sự cáo trách, sự phạt bởi tình yêu của Chúa để được lớn lên ở trong sự thánh khiết thì coi chừng chúng ta không phải là con thật của Đức Chúa Trời. Do đó, là những người con đã được chuộc mua bằng dòng huyết quý báu của Chúa Giêsu trên cây thập tự, hãy ăn năn và từ bỏ tội lỗi ngay, nếu không chắc chắn khó tránh khỏi sự sửa phạt của Chúa. Câu hỏi gợi ý của bài học, bạn có nghĩ rằng Chúa sẽ bỏ qua khi bạn cứ tiếp tục phạm tội không? Cảm ơn Chúa của Cảm ơn Chúa. Hôm nay nhóm học kinh thánh yêu thương lại học đến cái câu chuyện đó là ở trong sự ký nhất đoạn 15 nói về việc ông David lại đi thỉnh hòm giao ước một lần thứ hai. À, và chúng ta thấy rằng lần thứ nhất họ đã làm sai, họ không có khiên À, hôm giao ước không có một cái sự văn theo đúng những gì Chúa dạy nhưng mà họ để trên một cái xe cái cổ mà để cho con bò kéo đó à, cho nên uh, USA đã chết đó là sự xử phạt của Chúa và à, hôm nay học thì thấy David ông nhận ra đó là tội lỗi của của chúng ta tức là của chính ông và của những người ở trong dân Israel luôn và ông đã thay đổi bằng cách ông tìm kiếm lại sự dạy dỗ của lời Chúa vâng theo nhất nhất vâng theo để rồi phước hạnh cảm ơn Chúa của chúng anh chị em chúng ta có được sự sửa phạt của Chúa sự nhắc nhở của Chúa để chúng ta làm sao để chúng ta thấy cái sai của mình chúng ta sửa chúng ta quay trở lại chứ nếu không chúng ta đi xa quá và chúng ta miệt mài trong tội lỗi của mình và chúng ta hư mất ạ à. bởi vì chúng ta ở trong tội lỗi không có ăn năn không chạy đến với Chúa không thay đổi Chúng ta đã chấp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa của mình. Sự tha thứ Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Ngài đã chuộc chúng ta bằng huyết với báo của Chúa Giêsu, Nhưng tội lỗi chúng ta phải được xưng ra. Để nhận sự tha thứ. Và khi chúng ta làm sai, Chúa nhắc nhở, Chúa sửa phạt. Vậy thì chúng ta sẽ thấy một cái điều như thế này. Đương nhiên, trong vòng chúng ta không có ai dám nói rằng mình không có phạm tội với Chúa chuyên Tất cả chúng ta đều đều phạm tội hết á. Cho nên mình không có cái gì để mà mình lên án anh em của mình hay là cứ cười nhạo anh em của mình giống như chúng ta thấy đó. đó là một cái lỗi mà như bà mi Canh nó phải nhìn vào cửa sổ bà cười nhạo ông bà khinh dễ ông David bà bà phải bị sồn sẻ Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta cũng không có cười với anh em của chúng ta Nhưng nếu chúng ta muốn mình ít có chịu cái sự sửa phạt đó Thì mình phải vâng theo lời của Chúa Tốt nhất là vâng theo trước đi Đừng có đợi sai rồi bị xử phạt. Và đương nhiên không ai chúng ta làm trọn được hết. Cho nên vẫn còn có những sự nhắc nhở xử phạt. Nhưng ít hơn với ông của Chúa. ta. Nếu chúng ta vẫn theo lời Chúa nhiều chừng nào. Thì cái sự xử phạt càng ít đi chừng đó. Hãy cảm ơn Chúa. Và hãy tìm kiếm lời của Chúa. Học lời của Chúa để vâng theo. Thì chúng ta sẽ đỡ phải chịu cái sự xử phạt. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta điều đó. Và mình cũng nhắc nhở anh em của mình với cái tinh thần đó là muốn cho anh em của mình ít cái sự xử phạt, ít gặp cái sự khó khăn năng để thì xin Chúa cho để chúng ta dẫn dắt anh em mình đi đúng cái đường lối của Chúa. Và những ai ở cái chức vụ được Chúa giao cho là người chăn bày thì giúp cho bày chiên của mình vâng theo lời của Chúa bằng cách là mình giải họ, mình làm gương. Chứ nếu không đó thì mình phải dân sự phải chịu nhiều cái sự xử phạt. Nhưng nếu mình vâng theo lời của Chúa nhiều chuyện nào thì ít cái sự sửa phạt chuyện đấy. Hãy cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương, và nhắc nhở chúng ta. Và xin Chúa cho để chúng ta có cái ơn của Chúa để chúng ta vâng theo lời của Chúa, được sự nhắc nhở của Chúa. Rồi, đây là lời gợi ý cầu nguyện của bà học. Là Chúa xin cho con kinh nghiệm được tình yêu, lòng nhân từ và sự nhẫn nhục của Ngài đối với con. Để con biết từ bỏ tội lỗi còn vấn vương đời sống con. Hầu không phải nhận hậu quả đau buồn như vua cha và dân chúa ngày trước nhưng dân chúa Giêsu Christ Amen yeah. mong rằng Chúa Cha của chúng em rút ra bài học cho chính mình chứ không phải mình học rồi nghe cái giọng của lợi điều đều buồn ngủ ngày nào cũng có nhiều đó nhắc hoài nhưng mà xin Chúa Cha để chúng ta đáp ứng với lời của Chúa xin từng người chúng ta cầu nguyện là Chúa giấu của chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa luôn nhắc nhở chúng con Chúa muốn ban phước cho chúng con. Nhưng mà vì tội lỗi, vì chúng con còn phạm tội nữa, cho nên chúng con đã mất đi cái ơn phước đó. Và Chúa đã thương chúng con, Chúa sửa dạy, chỉnh chúng con lại để chúng con vâng theo lời của Chúa để chúng con được phước. Đó là tình yêu của Chúa. Cho nên Chúa ơi, xin Chúa ngài cho chúng con nhớ học lời của Chúa. Nếu như ai vô tình lướt qua cái phần này, thì xin Chúa ngài cũng nhắc cho họ để họ biết đọc kinh thánh học là của Chúa nếu của Chúa anh chị em con những người cũng đã yêu mến Chúa và học là của Chúa rồi thì xin Chúa cho chúng con để ham thích luôn luôn và giữ chúng con để chúng con giữ được cái đức tin chúng con giữ được lòng yêu mến Chúa này cho đến mãi khi chúng con gặp Chúa chúng con tạ ơn ngài chúng con cảm ơn Chúa chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ Amen cảm ơn Chúa cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lại à, xin Chúa cho chúng ta ghi nhớ lời của Chúa để chúng ta làm theo 等明。I mean.